Alo. Dạ, lời đầu tiên cho phép nhóm chúng em được chào ban giám khảo, chào hai anh một chị và chào các bạn, các anh, các chị đã nhiệt tình cổ vũ. Thì hôm nay chúng em xin được phép trình diễn hai bài, hai tiết mục. Tiết mục đầu tiên theo phong cách lãng mạn là bài Chuyện hẹn hò. Và tiết mục thứ hai theo phong cách tự tin là bài Trai tài gái sắc. Dạ, em bắt đầu. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn thơ thẩn dạo quanh sân. Ngắm trên tay điếu thuốc cứ vơi dần, anh khẽ bảo gớm sao mà nhớ thế. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Trời mù sương hay mù khói thuốc anh, em khóm lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mãi rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững ghi vào đêm. Đợi muôn giây nghe bằng thế kỷ số, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Chẳng tại chiều hôm qua không còn nắng, để tô hồng đôi ma thắm dài nhân. Chẳng tại mưa nơi miền xa tĩnh đó, sợ mưa làng đường làm ướn áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em bật khóc, anh lại vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời đổ mưa đó không, biết yêu em là biển đen chờ mong. Chuyện tình yêu muôn ngàn kim đến nay, ngàn cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn ngàn kim đến nay, ngàn cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Dạ, bây giờ là bài hát thứ hai theo phong cách khác. Những trai làng anh công tử giàu sang, những gái quê em cũng hôn soạn. Nhà anh có ruộng cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây mà rất bạn no. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai. Trai thân bò dê, còn gái thết lợn gà. À, trai tài gái sẵn, trai tài gái sẵn, đám cưới thật là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giỏ lai rướng dâu rộn ràng. À, tưng bừng pháo ngô, bia rượu cùng mô, tiếng trong nhà vang lên. Mừng uyển ương 500 con gà trống, 600 con vịt cô. Những trai làng anh công tử chịu chơi, những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng đồng trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao mà vất vả. Ngắm trăng mừng đi khắp thế gian trời, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Hành tinh còn em nhất cái trần đời. Dạ, em hết. Xin cảm ơn hai em. Dạ, tụi em không phải bồ nên tụi em không có kiss. Xin cảm ơn hai em đã đem lửa lại cho khán phòng hôm nay. Thì nãy giờ ở trong đây máy lạnh rất là lạnh, nhưng mà hai em đã làm các bạn ở dưới
không cảm thấy lạnh nữa đúng không bạn? Thì anh xin anh hỏi hai em một câu nha. Ban đầu hai em lấy tên khác đúng không khi đăng ký đúng không? Tại vì anh không thấy tên này ở trên website cái ngày mà hôm bữa mà lúc mà anh coi. Dạ đúng, cái tên ban đầu của bọn em là Cái Đất. Nó ghép với cái câu mà bọn em hay nói là câu giới thiệu bọn em á, nguyên nhân sâu xa là do cái đất. À, mà rồi. Em gãy cái chữ Cái Đất sao mà không ai hiểu đúng nghĩa hết á, toàn hiểu ghi câu không à. Cho nên trước phút 89 bọn em phải đổi tên lại dịch qua tiếng Anh cho nó đỡ hiểu lộn. Rồi. Vậy là các bạn đã được biết nguyên nhân sâu xa là gì rồi đó. Thì bây giờ anh thấy cái tên của bọn em lấy nó rất là độc đáo, rất là thâm thúy. Thì về phần biểu diễn của bọn em á, thì anh nếu anh được vote thì anh sẽ vote đây là phần biểu diễn có sức hút đối với khán giả nhất từ đầu chương trình đến giờ. Nhưng không biết chương trình có cái category đó để mình vote không thì anh không biết, nên còn ngoài ra thì interact giữa hai người trong một nhóm nhạc thì rất là tốt. Đó là điều mà làm cho nhóm tụi em khác biệt với tất cả. À mà tụi em là nhóm đầu tiên mà đúng không ta? Thôi anh xin hết. Chị thích nhất tên một của bọn em từ đầu đến giờ. Thích, em cảm ơn chị. Thích từ phong cách biểu diễn, thích đến trang phục, thích đến nhất là cái bài thứ hai bạn nam ấy. Tức là mỗi lời thì bạn ấy diễn, không phải diễn. Nói nào anh nhỉ? Là gì chị? Miêu tả cái lời bé hát rất là chuẩn, sống động và chân thành. Còn nói chung là chị thích phần biểu diễn của hai em. Còn chúc hai em may mắn. Cảm ơn chị. Anh cũng thích phần biểu diễn của hai em bởi vì bọn em có hai người. Mà có hai người thì bọn em dễ biểu diễn cho khán giả thấy những tình cảm của mình hơn. Mặc dù bọn em không phải là bồ nhưng bọn em vẫn có thể biểu diễn là bồ. Dạ, nó gọi là hy sinh vì nghệ thuật à. Tất nhiên là phải hy sinh vì nghệ thuật. Thành ra là anh chúc mừng bọn em vì bài hát đầu tiên thì bọn em giận nhau, bài hát thứ hai là bọn em lấy nhau. Đó là một... Tuy nhiên anh thích bài hát số 2 hơn bởi vì phong cách của bọn em vui và nhí nhảnh. Nên bài hát vui có vẻ hợp với cả giọng của bọn em hơn. Bài hát đầu quá buồn. Và anh không hiểu là vì sao bài hát buồn chia tay mà cả em lại đứng gần nhau như thế. Thành ra là... Chắc tại mưa. Còn bài hát số 2 thì anh chỉ có một nhận xét thôi là bọn em nhìn xuống đất hơi nhiều. Không hiểu bọn em đang tìm cái gì ở dưới đất, có thể là ruộng đồng hay là cái gì đó. Nên nhìn vào nhau nhiều hơn và nên nhìn vào khán giả nhiều hơn. Còn lại thì anh nghĩ là tiết mục của em rất là có sức cuốn hút và chưa có thể nói được gì bởi vì còn những 16 band tiếp theo nhưng mà... Và anh sẽ nghĩ. Dạ em cảm ơn ban giám khảo ạ. Xin cảm ơn ban giám khảo. Có rất là trò chuyện với ban nhạc The Virtue, không còn là Cái Đức nữa. Cứ nói Cái Đức cho nó thân mật. Thôi thì Cái Đức. Tân vẫn có 3 câu hỏi muốn hỏi các bạn khán giả. Bạn Duy Anh và bạn Minh Tú. Duy Anh có phải là trai tài không ạ? Duy Anh và Minh Tú đã có bản chữ thiện rất là hay. Và Tâm có để ý là từ ngày hôm qua, từ bản rehearsal của audition thì hai bạn đã diễn rất là nhuần nhuyễn và sống động. Thì hai bạn có thể chia sẻ với cả các bạn ban giám khảo cùng với các bạn cổ động viên là các bạn đã đi qua quá trình tập luyện như thế nào? Dạ, quá trình tập luyện của bọn em thì cũng không có như thế nào hết đấy chị. Dạ thì em thấy mọi người đi thi thì bọn em đăng ký thi nhưng nó vui. Cả phòng em ai cũng thi, em không thi á thì nó kỳ. Thì bọn em chỉ mới đăng ký xuống hàng khách hàng có một ngày nào mà tới đây cũng gấp quá nên đâu cặp gì nhiều. Tại vì bọn em cặp múa cho cái câu trường đồn ai của mà em kêu nhiêu chị. Mà 6 tháng 2. Dạ, mà bọn em bọn em đi cặp múa mà hẹn mọi người không ai tới rồi thôi bọn em ra cặp hát với nhau luôn. Và em có lời nào muốn nói với ban giám khảo gửi tới ban giám khảo cùng với các bạn cổ động viên ngày hôm nay hay không? Dạ, thấy mọi người cười là em vui rồi.